lo tổng bí thư tô lâm rực cháy xử tội ác chùa ba vàng và tóm gọn sâu chúa chống lưng cho thích trúc thái minh kính thưa quý vị khi nhắc đến đại đức thích trúc thái minh trụ trì chùa ba vàng nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến hàng loạt tranh cãi kéo dài từ việc thỉnh vong oan ra trái chủ dâng sao giải hạn đến hành động khất thực nhanh chóng nhận tiền từ vật tư ngoài ra những vụ đối đầu trực tiếp với thượng tọa thích nhật tử hay sự kiện chiêm bái xá lợi tóc chuyển từ myanmar cũng thu hút không ít sự chú ý từ dư luận Thay vì tập trung vào việc giảng giải đạo lý về lòng từ bi, đức hạnh và lối sống thấp đẹp, những bài giảng của vị trụ trì này dường như lại chú trọng đến khía cạnh tài chính. Đặc biệt, ông thường khuyến khích rằng những ai nghèo khó, bệnh tật càng phải tích cực cúng dường vào chùa để được hưởng phước báo và chữa lành bệnh tật. Điều đáng nói là mặc dù liên tục bị vướng vào các cáo buộc và tai tiếng nhưng Thích Chúc Thái Minh dường như luôn dễ dàng thoát khỏi mọi sự truy cứu pháp lý. Điều này đã dẫn đến nhiều câu hỏi đặt ra trong cộng đồng mạng. Liệu có phải ông đang được hậu thuẫn bởi một thế lực quyền lực nào đó giúp ông tránh khỏi mọi hậu quả pháp lý? Phải chăng ông đang nắm trong tay một kim bài miễn tử hoặc kim bài sám hối để thoát tội mỗi khi bị phanh phui? Câu chuyện về Chùa Ba Vàng tại Quảng Nam bắt đầu từ năm 2016, khi công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam đề xuất xây dựng một môi chùa mới. Lúc đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã thu hút hàng tỷ đồng từ Phật tử với hy vọng xây dựng một nơi thờ tự cho cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu đất dự kiến xây dựng vẫn chỉ là một bãi đất trống, không có dấu hiệu gì của sự phát triển. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cho biết dự án đã bị đình chỉ do công ty trách nhiệm hữu hạn 3 vàng Quảng Nam gặp khó khăn về vốn và đã chính thức xin ngừng triển khai. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Đại Đức Thích Trúc Thái Minh với các nhân vật quyền lực phía sau cùng những bí ẩn liên quan đến dự án. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư bằng cách thu hồi một số diện tích đất rừng để cấp cho doanh nghiệp này. Vũ Minh Đức, người đứng đầu công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam, là một người có mối liên hệ gần gũi với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh khi ông là anh trai của vị sư này. Ông Đỗ Hải Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thao, đã xác nhận thông tin này, cho thấy thân thế của Thích Trúc Thái Minh không hề tầm thường. Sự liên kết này có thể là lý do khiến vị trụ trì này vẫn giữ được vị trí bất chấp những bê bối đã diễn ra. Như Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từng nhấn mạnh Chùa Ba Vàng không thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thuộc thẩm quyền của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là lý do cho sự phát triển mạnh mẽ của các chùa lớn tại Việt Nam, nơi mà các doanh nghiệp tư nhân đã can thiệp sâu sắc vào hoạt động của những nơi thờ tự này. Vụ bê bối năm 2019 liên quan đến lễ thỉnh vong quang gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng đã làm giấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng và khiến nhiều tờ báo lớn tại Việt Nam phải vào cuộc điều tra, Tờ báo Tiền Phong đã đặt ra câu hỏi về số tiền hàng tỷ đồng công đức mà Đại Đức Thích Trúc Thái Minh kêu gọi để xây dựng ngôi chùa này, trong khi dự án đã bị đình chỉ từ năm 2016. Ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại khu vực danh thắng quốc gia Hồ Phú Ninh, một lễ động thổ hoành tráng được tổ chức với sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm. Tại lễ này, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là người đứng ra nhận tiền ủng hộ cho dự án, khiến nhiều người băn khoăn về số phận của khoản tiền này khi mà dự án không hề tiến triển. Dự án được khởi đầu với sự lạc quan, dự kiến triển khai trên diện tích 200 ha với kinh phí lên đến 1.000 tỷ đồng, chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ là 67,2 ha với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý phức tạp và khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã khiến dự án bị đình chỉ. Hiện nay, khu đất mà trước đây từng diễn ra lễ động thổ rầm rộ giờ đây chỉ còn là một bãi đất hoang, làm dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch trong việc quản lý và sử dụng tài chính của nhà chùa. Việt Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ vị trí trụ trì, bất chấp những bê bối nghiêm trọng đã đặt ra câu hỏi về việc hiệu có hay không sự bao che từ các cấp có thẩm quyền. Những lời chỉ trích từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các hoạt động của chùa Ba Vàng không đủ mạnh mẽ để buộc vị trụ trì này phải chịu trách nhiệm cho các hành vi sai trái. Trong bối cảnh vụ việc tại Chùa Ba Vàng, hình thức sám hối đại tăng mà Thích Trúc Thái Minh phải thực hiện sau vụ bê bối thỉnh vong đã làm dấy lên nhiều tranh cãi sám hối theo quy định của Phật giáo được coi là hình thức trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu hình thức này có thực sự thay thế được các biện pháp xử lý theo pháp luật hay không. Hình thức sám hối đại tăng chỉ yêu cầu vị trụ trì và quỳ chất chưa tăng, lắng nghe và suy ngẫm về những sai phạm của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi thực hiện sám hối, Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ vị trí chủ trì và không có bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động của chùa. Mặc dù pháp luật Việt Nam quy định rõ về việc xử lý các hành vi mê tín dị đoan, nhưng Thích Trúc Thái Minh vẫn chưa phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc hơn. Điều này dẫn đến sự bức xúc của công chúng về tính công bằng trong xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó, việc Thích Trúc Thái Minh không mặc trang phục đúng quy định của dòng tông và duy trì các nghi thức không thuộc Phật giáo chính thống càng làm gia tăng nghi ngờ về tính chính đáng của các hoạt động tại chùa Ba Vàng chùa ba vàng là một bài học lớn cho cộng đồng nhắc nhở mọi người về việc cảnh giác trước những hiện tượng tương tự có thể làm mất đi giá trị và ý nghĩa của phật giáo trong bối cảnh nhiều ngôi chùa tại việt nam đang bị biến thành nơi kiếm tiền thay vì thực sự là nơi thanh tịnh cho việc tu tập dư luận đang mong chờ một biện pháp xử lý nghiêm khắc và hiệu quả hơn từ phía các cơ quan chức năng đức phật đã dạy rằng người tu hành phải buông bỏ tham sân si những hành động của thích trúc thái minh không chỉ phản ánh sự tham lam mà còn gây nghi ngờ về đạo đức của những người đứng đầu nơi thờ tự việc xử lý các hành vi sai phạm trong môi trường tôn giáo không chỉ cần sự nghiêm khắc từ pháp luật mà còn cần sự thấu hiểu và trách nhiệm từ những người lãnh đạo tôn giáo để bảo vệ sự trong sạch của giáo lý